48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. 1. Giả sử khi ta được thành Phật, trong cõi nước của ta còn có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 2. Giả sử khi ta được thành Phật mà hàng trời người trong nước ta sau khi mạng chung còn phải đọa vào ba ác đạo, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 3. Giả sử khi ta được thành Phật, tất cả thân thể của hàng trời người trong nước ta chẳng thuần sắc vàng rồng cả, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 4. Giả sử khi ta được thành Phật, hình sắc của hàng trời người trong nước ta có tốt xấu không đồng nhau, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 5. Giả sử khi ta được thành Phật, hàng trời người trong nước ta chẳng biết tốt mạng, ít nhất là biết những việc trong trăm nghìn ức vô số kiếp, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 6. Giả sử khi ta được thành Phật, hàng trời người trong nước ta chỉ được thiên nhãn, ít nhất là thấy trăm nghìn ức vô số cõi nước của chư Phật, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 7. Giả sử khi ta được thành Phật, hàng trời người trong nước ta chẳng được thiên nhĩ, ít nhất là nghe lời thuyết pháp của trăm nghìn ức vô số Đức Phật mà chẳng thọ trì trọn vẹn được, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 8. Giả sử khi ta được thành Phật, hàng trời người trong nước ta chẳng được tha tâm trí, ít nhất là rõ biết tâm niệm của chúng sanh trong nghìn ức vô số cõi nước của chư Phật, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 9. Giả sử khi ta được thành Phật, hàng trời người trong nước ta chẳng được thần túc thông, trong khoảng một niệm ít nhất chẳng vượt qua được trăm nghìn ức vô số cõi nước của chư Phật, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 10. Giả sử khi ta được thành Phật, nếu hàng trời người trong nước ta còn sẽ lòng tham chấp nơi thân mình, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 11. Giả sử khi ta được thành Phật, hàng trời người trong nước ta chẳng trụ trong dòng chánh định, mà đến lúc thành Phật, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 12. Giả sử khi ta được thành Phật, ánh sáng của ta còn có hạn lượng, ít nhất chẳng chiếu thấu trăm nghìn ức vô số cõi nước của chư Phật, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 13. Giả sử khi ta được thành Phật, thọ mạng của ta còn có hạn lượng, ít nhất là trăm nghìn ức vô số kiếp, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 14. Giả sử khi ta được thành Phật, có người tính đếm biết được số của hàng thanh văn trong nước ta, hoặc giả nhận đến tất cả chúng sinh trong cõi tam thiên đại thiên đều thành bậc chuyên giác, cùng nhau đồng tính đếm trong trăm nghìn kiếp mà biết được số thanh văn đó, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 15. Giả sử khi ta được thành Phật, thọ mạng của hàng trời người trong nước ta không có hạn lượng, trừ khi họ có bổn nguyện riêng, dài ngắn tự tại theo ý muốn, nếu không được như vậy, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 16. Giả sử khi ta được thành Phật, hàng trời người trong nước ta nhận đến nghe có tên bất thiện, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 17. Giả sử khi ta được thành Phật, các đức Phật trong vô lượng thế giới ở mười phương không đều ngợi khen xưng danh hiệu của ta, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 18. Giả sử khi ta được thành Phật, chúng sinh ở mười phương chí tâm tính nhạo, muốn sinh về nước của ta, nhận đến trong mười niệm nó chẳng được phản sinh, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. Chỉ trừ người phạm tội ngũ nghịch và chê ba chánh pháp. 19. Giả sử khi ta được thành Phật, chúng sinh ở mười phương phát bồ đề tâm tu các công đức, chư tâm phát nguyện muốn sanh về nước của ta, nhìn đến lúc người đó mạng chung, nếu ta chẳng cùng với đại chúng vây quanh hiện ra nơi trước người đó, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 20. Giả sử khi ta được thành Phật, chúng sinh ở mười phương nghe danh hiệu của ta, là tâm nơi nước của ta phun trồng của công đức, chư tâm hồi hướng muốn sanh về nước của ta, nếu không được quả toại, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 21. Giả sử khi ta được thành Phật, hàng trời người trong nước ta chẳng đều thành tựu đầy đủ 32 tướng đại nhân, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 22. Giả sử khi ta được thành Phật, các hàng Bồ Tát ở Phật độ phương khác sanh về nước ta rốt ráo đã chắc đến bậc nhất sanh bổ xứ, trừ những vị có bổn nguyện muốn tự tại hóa độ về chúng sanh mà mặc giáp hoàng thuệ cho nhóm cội công đức, độ thoát mọi loại đi qua cõi nước của chư Phật tu hành Bồ Tát, cúng dường các đức Phật Như Lai ở mười phương, khai hóa hàng xa vô lượng chúng sanh, làm cho trụ vào đạo vô thượng chánh chơn, vượt ngoài hạnh tu tuần thứ theo địa vị của hạng tầm thường, hiện tiền tu tập đức của phổ hiền, nếu chẳng được như thế, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 23. Giả sử khi ta được thành Phật, Bồ Tát trong nước ta nương thần lực của Phật mà đi cúng dường các đức Như Lai, chừng trong khoảng một bữa ăn mà chẳng có thể đến khắp vô số vô lượng ức na do tha cõi nước của chư Phật, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 24.
Giả sử khi ta được thành Phật Bồ Tát trong nước ta ở trước chư Phật hiện cội công đức của mình, bao nhiêu những đồ muốn dùng đều cúng dường cho Phật, nếu chẳng có đúng như ý muốn đó, ta nguyện không chánh lấy quả chánh giác. 25. Giả sử khi ta được thành Phật Bồ Tát trong nước ta không thể chịu nó nhất thiết trí, ta nguyện không chứa lấy quả chánh giác. 26. Giả sử khi ta được thành Phật Bồ Tát trong nước ta không được thân kim can bền chắc, ta nguyện không chứa lấy quả chánh giác. 27. Giả sử khi ta được thành Phật trong nước ta, những hàng trời người tất cả muôn vật đều đẹp đẽ trong sạch sáng rỡ, hình sắc lạ thường, rất nhiệm rất màu không ai có thể cân lường được. Những chúng sanh kia nhận đến người được thiên nhãn mà có thể biết biện biết rõ ràng danh số của những vật trên đó, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 28. Giả sử khi ta được thành Phật, hàng Bồ Tát trong nước ta nhận đến những vị công đức kém ít mà không thấy biết được đạo tràng thọ ca 400 muôn dặm, vô lượng màu sắc, vô lượng ánh sáng, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 29. Giả sử khi ta được thành Phật, nếu Bồ Tát trong nước ta đọc kinh pháp, phúng tụng thọ trì giảng thuyết mà không được trí huệ biện tài, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 30. Giả sử khi ta được thành Phật, trí huệ biện tài của Bồ Tát trong nước ta nếu có người hạn lượng được đó, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 31. Giả sử khi ta được thành Phật, cõi nước của ta thanh tịnh, thể đều soi thấy tất cả vô lượng vô số bất khả tư nghị cõi nước của chư Phật ở mười phương. Dường như gương sáng soi, thấy rõ bóng mặt, nếu không được như thế, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 32. Giả sử khi ta được thành Phật, trong nước ta, từ mặt đất lên đến hư không, những cung điện, lầu đài, ao nước, cây hoa, tất cả muôn vật đều do vô lượng chất báu đẹp cùng trăm nghìn thứ hương thơm, hiệp chung lại làm thành, nghiêm sức tốt lạ hơn hẳn hàng trời người. Mùi thơm của những vật ấy xông khắp cả cõi nước ở mười phương, Bồ Tát ngửi được mùi hương ấy thì đều tu hạnh của Phật. Nếu không được như thế, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 33. Giả sử khi ta được thành Phật, những loài chúng sanh trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước của chư Phật ở mười phương, được ánh sáng của ta chiếu đến thân, thì thân tâm của chúng sanh ấy hòa diệu hơn hạng hàng trời người. Nếu không được như thế, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 34. Giả sử khi ta được thành Phật, những loài chúng sanh trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước của chư Phật ở mười phương, nghe danh tự của ta mà chẳng được các món tổng trì sau màu cùng vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 35. Giả sử khi ta được thành Phật, những người nữ trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước của chư Phật ở mười phương, nghe danh tự của ta mà vui mừng tinh mến phát Bồ Đề Tâm, nhằm ghét thân gái, nếu sau khi mạng chúng còn thọ thân gái trở lại, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 36. Giả sử khi ta được thành Phật, hàng Bồ Tát trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước của chư Phật ở mười phương thế giới, nghe danh tự của ta thì sau khi mạng chung chẳng thường tu hành thanh tịnh, đến lúc thành Phật đạo, nếu không được như thế, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 37. Giả sử khi ta được thành Phật, các hàng trời người nhân dân trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước của chư Phật ở mười phương, nghe danh hiệu của ta, nằm vóc gieo xuống đất, cúi đầu lễ lại, vui mừng tinh mến, tu hành Bồ Tát. Thì các hàng trời người đều kính trọng đó, nếu không được như thế, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 38. Giả sử khi ta được thành Phật, hàng trời người trong nước ta muốn được y phục, thì những y phục tốt đẹp đúng phép của Đức Phật ngợi khen, liền tùy niệm tự nhiên hiện đến trên thân, nếu còn phải cần may vá, đập, nhuộm giặt, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 39. Giả sử khi ta được thành Phật, hàng trời người trong nước ta hưởng thọ sự vui sướng không bằng bậc lậu tận tỳ kheo, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 40. Giả sử khi ta được thành Phật, Bồ Tát trong nước ta tùy ý muốn thấy vô lượng cõi Phật nghiêm tịnh ở mười phương, tức thì ở trong cây báu thể đều soi thấy rõ ràng, đúng như ý muốn, chẳng khác gương soi, gương sáng soi thấy bóng mặt. Nếu không được như thế, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 41. Giả sử khi ta được thành Phật, các hàng Bồ Tát ở nước phương khác nghe danh tự của ta mà đến lúc thành Phật, nếu các căn thiếu xấu chẳng đầy đủ, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 42. Giả sử khi ta được thành Phật, các hàng Bồ Tát ở nước phương khác nghe danh tự của ta thể đều chứng được chánh định thanh tịnh giải thoát, trụ trong chánh định đó trong khoảng móng niệm, liền cũng cúng dường khắp vô lượng bất khả tư nghị các Đức Phật Thế Tôn mà vẫn không quên mất tâm chánh định, nếu không được như thế, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác.
43. Giả sử khi ta được thành Phật, các hàng Bồ Tát ở cõi nước phương khác, nghe danh tự của ta, sau khi mạng chung sanh vào nhà tôn quý, nếu không được như thế, ta nguyện không chẳng lấy quả chánh giác. 44. Giả sử khi ta được thành Phật, các hàng Bồ Tát ở cõi nước phương khác, nghe danh tự của ta, vui mừng hớn hở, tu hành Bồ Tát đầy đủ cội công đức, nếu không được như thế, ta nguyện không chẳng lấy quả chánh giác. 45. Giả sử khi ta được thành Phật, các hàng Bồ Tát ở cõi nước phương khác, nghe danh tự của ta, thảy đều chứng được chánh định phổ đẳng. Trụ trong chánh định đó, mà đến lúc thành Phật, thường thấy tất cả vô lượng bất khả tư nghị các đức Phật. Nếu không được như thế, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 46. Giả sử khi ta được thành Phật, Bồ Tát trong nước ta, tùy ý muốn nghe pháp chi, thì tự nhiên liền được nghe pháp đó. Nếu không được như thế, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 47. Giả sử khi ta được thành Phật, hàng Bồ Tát ở cõi nước phương khác, nghe danh tự của ta, chẳng liền được bậc bất thối chuyển, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác. 48. Giả sử khi ta được thành Phật, hàng Bồ Tát ở cõi nước phương khác, nghe danh tự của ta mà chẳng liền chứng được bậc âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sanh pháp nhẫn, cùng ở nơi pháp của chư Phật mà chẳng liền được bậc bất thối chuyển, ta nguyện không chứng lấy quả chánh giác.